Sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 37 tỉnh thành trên cả nước để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án đường bộ cao tốc. Tại đầu cầu Đồng Nai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức chủ trì hội nghị. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho biết, Đại hội Đảng lần thứ 13 đã xác định một trong ba đột phá chiến lược cần tập trung thực hiện trong 5 năm tới để thực hiện hóa mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó, hệ thống hạ tầng giao thông được ưu tiên phát triển để đến năm 2030, cả nước có 5.000 km đường cao tốc. Riêng giai đoạn từ nay đến năm 2025, phấn đấu hoàn thành đường cao tốc Bắc Nam, phía Đông và cả nước có trên 3.000 km đường cao tốc. Thời gian qua, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, sự vào cuộc của các ban ngành địa phương, rất nhiều giải pháp quan trọng hiệu quả đã được đưa ra để tổ chức triển khai các dự án đường bộ cao tốc. Một trong số đó là phân cấp phân quyền trong quản lý đầu tư xây dựng. Việc thực hiện các dự án đường bộ cao tốc ở mỗi địa phương có những đặc thù khác nhau, bởi vậy, cần thiết có những buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm, bài học rút ra từ thực tiễn quản lý đầu tư và chuẩn bị đầu tư. Tại hội nghị, các ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn và các địa phương cũng đã đưa ra các giải pháp để đẩy nhanh công tác lập thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị nguồn vật liệu để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đường bộ cao tốc.